Thông tin tại gia đình cho biết, hung thủ là người từng có quan hệ tình ái với nạn nhân, vì bị nạn nhân tuyên bố cắt đứt nên ra tay. Nạn nhân này. Kìa, làm sao đấy? Anh cầm hoa về mà tặng Nghiêu Anh ấy. Nghiêu Anh là em như là ai? Đây, đây là ai? Trời ơi, đây là người yêu cũ bọn anh chia tay rồi mà. Thỉnh thoảng bạn bè gặp nhau uống nước vui vẻ chứ có cái gì đâu. Tình cũng không rủ cũng tới. Chia tay rồi gặp nhau để làm gì? Bọn anh chỉ là bạn thôi mà. Thế đâu? Bỏ ra, tôi không thích cái kiểu tình bạn như thế. Chia tay đi. Ơ kìa Thu. 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 Em tha lỗi cho anh nhé. Anh thề với em, từ giờ đến chết không đi ăn uống với cô ấy nữa. Cả tháng nay em giận anh làm anh khổ sở đến phát điên lên được. Giả dối. Em phải ra chỗ hẹn, không thì đừng trách anh đấy. Thu, làm cái gì mà mặt mày ngơ ngác kìa vậy? Cửa thì không chịu đóng, qua rủ mày đi mua đồ nè. Mày làm tao hết hồn ý. Cứ tưởng là Huy đến. Đến thì đến chứ, sợ gì. Tao cắt đứt với ông ý rồi. Mà vừa xong ông ý gọi để hẹn gặp như này. Cắt đứt rồi hả? Vậy hẹn gặp mày làm gì nữa? Này mày ơi, có khi nào mà ông ý kiểu bị điên tình xong rồi hẹn gặp tao ra để trả thù sao? Giống với cái vụ đang đưa tin ý. Cũng có khi á. À, thôi không sao đâu. Ổng hẹn gặp mày á, chắc có gì muốn nói á, mày cứ đi gặp thử đi. Mà tao sợ lắm. Thì cứ đi đi. Xong rồi mày đem cái gì đó theo để phòng thân. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì mày còn có cái để tự vệ. Hả? Anh Liêm ơi, anh Liêm. Ai? Anh xin lỗi. Anh suýt nữa mất mạng vì em. Đúng là mắc cái bệnh hoang tưởng. Ai bảo anh nhắn tin bảo là nếu không gặp anh đừng có trách. Anh không thấy ở trên mạng á, bao nhiêu cái vụ người ta yêu nhau xong điên tình chém giết lẫn nhau à? Em suốt ngày xem mấy cái mạng nhảm nhí rồi sinh chứng hoang tưởng ra đấy. Từ giờ em phải cai ngay cái lướt mạng nhảm nhí ấy đi. Thì đồng ý. Nhưng mà còn anh nữa, anh cũng không được gặp người yêu cũ nữa. Rồi, không gặp nữa. Bọn anh chỉ là bạn thôi mà, có cái gì đâu. Em cứ suy nghĩ vớ vẩn.